Hello, xin chào anh em. Hôm nay là 30 tháng 4 rồi. Và hôm nay mình sẽ làm cái món, đó là thỏ nướng nguyên con, ướp xả ớt. Rồi xong rồi, mình ướp đã xong xuôi. Bây giờ mời anh em theo dõi cái nướng. Đây, bây giờ mình đã ra tới bếp. Đây là con thỏ đã ướp. Giờ lên coi. Đây, mình đã chuẩn bị cái lòng. Đó, bỏ vô anh Tỷ ơi. Bỏ vô. Banh banh hai cái giò nó ra nó mới chín được. Than quá trời luôn. Dở lắm. Cái đầu đâu rồi? Banh vậy á. Đúng rồi. Cái đầu cũng nghịch lên trời sao chín được. Em chờ chút xíu thôi. Chính là mình sẽ đem nước suối dứt làm vài ly cho anh em xem. Đó, bây giờ chặt cái đầu đi. Rồi đem ra chặt cái đầu lên. Sao không chặt cái người làm đôi luôn cho dễ chín. Kệ, bỏ lên đi. Bỏ lên, bánh này vậy. Vậy thôi, giờ anh em chờ 50 phút gì đó ha. Để chừng nào chín mình sẽ quay cho anh em xem. 10 phút mà mới chưa được chín bên mà mới đặt ra trắng liền à. Mà mới chưa được chín bên giờ mà mới đặt ra trắng liền à. Đã sắp chín rồi. Chỉ còn ngâm cỡ 5 phút nữa là sẽ chín thôi anh em. Giờ mình sẽ sắp đi dưới xuống chạy. Đã sắp chín rồi. Chỉ còn ngâm cỡ 5 phút nữa là sẽ chín thôi anh em. Giờ mình sẽ sắp đi dưới xuống chạy. Nó chín rồi nhưng mà mình để cho nó khét khét chứ. Giờ mới hút thêm hai con cá dao lên nữa là nướng vuông. Chín rồi nhưng mà mình để cho nó khét khét. Đây nè anh em. Đã giờ đã chín thỏ, giờ mình sẽ chờ con cá chín nữa. Nói gì đi. Hồi nãy nó cao quá mình giờ xuống dưới cho mau. Đã giờ đã chín thỏ, giờ mình sẽ chờ con cá chín nữa. Bây giờ đã chín rồi nha anh em. Giờ bây giờ mình đã đem xuống suối. Có thỏ, thịt gà rồi luôn. Rau gác đầy đủ. Giờ mình sẽ tìm một cái chỗ thanh đá nào cao cao, mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi nha anh em, giờ đã lựa được cái chỗ đá rồi. Đá thoang mát chỗ này, rộng rãi, mát mẻ. Bên dưới kia là suối nha anh em. Đó. Giờ xử nè, muối ớt đâm cay xé. Nước không. Bia nha anh em. Quẩy. Vinhao. Rồi anh Tỷ làm trước kìa. Đây, đây anh em. Thấy chưa? Đó, giờ đem qua đây cho nó mát. Bia. Bia. Bia mà nó chơi cho mấy ca. Uống đổ ra mấy chất người. Đó. Đá nhỏ mà khui mày đập mày à. Đập ngu để tao đổ cho mày. Quẩy không? Quẩy đi. Rồi nay ngày ngồi yêu rồi. Nè, ăn thỏ nè anh em. Đỏ ớt không luôn. Xé cái đùi nè. Mời anh em ăn đi. Ngon bao ngon luôn. Á chua. Làm cái bia cho mát.
Uống em. Đựng bia cho mát nha. Nè, bia bỏ vô đá, bỏ vô cái ca. Uống chắc lượng luôn. Nhiều quá, chấm miếng chua quá. Nghe nói gì chứ anh Tị cũng phải làm ly chứ. Nhiều quá, uống ngập họng này đâu dám uống. Nè, xương, thỏ xương. Nói gì mà chứ nói gì uống rượu hả anh em mình chơi. Đổ gì xuống. Chỉ mẹ mày quăng với người nó. Nghe rồi. Mày bi gì nó dục. Đúng quỷ mà. Ừ. Chơi cái này chơi được tới 4 gì gử. Ừ. Đi ngồi xe xe ra không có đập cho. Ngon, ngon khỏi nói luôn. Trời ơi. Thôi mày, tao uống trước cho mày. Quậy 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 quậy. Má nó hài. Tụ má uống hết thôi mày. Đủ phỏng nữa. Ăn hay đừng nói nhiều, mày mày uống uống hoài. Trời ơi, ngon ăn như sống. Cười cắt gì. Đó, trên cây trển có con cơm vậy nó. Rưỡi ấy. Tối rồi làm cả đêm. Bóc kìa bóc kìa. Má nó mát. Cá, cá chép nha anh em. Mời anh em ăn cá chép. Cá chép còn cá ký á. Má nè. Cá xương không. Quẩy cha mày. Xương. Nhìn nó nhỏ mà nó ngon.
2-3 ngàn ký. Nè cá chép nè anh em, cái đuôi má nhìn thơm. Để đi. Nè cái đầu thỏ nè anh em, cái lưỡi. À, đúng bà siêu quách thục dắt. Ngon vãi cá kích. Mấy đâu à? Đó trên rọt có anh chơm kìa. Kia kia cành nhỏ kìa. Đó, đó có chừng cà bá kìa. Đó, thấy không? Nó là không muốn uống. Tim thỏ nha anh em. Đó hồi nãy mình chèo lên cây im chơi mình để xuống ăn. Đó trên đọt đó cái cành trà bá kìa. Đó một cành luôn á. Đó. Nó ăn ngon lành. Xuống suối rửa luôn. Xuống suối rửa. Ồ anh tẩy chiếc số 2 của anh đâu rồi. Ồ cho thằng kia mượn đi chơi lễ. Quăng cho mấy con chó ăn. Thôi nha anh em.